mong con quay về giờ ba mẹ mất ăn mất ngủ mấy hôm nay cả tuần lễ nữa mẹ ba không có làm ăn được hết. Giờ chỉ con mong con quay về, nếu không con cảm thấy áp lực con không muốn học nữa thì về đây cứ nói với ba với mẹ một tiếng. Nếu không học nữa thì cứ nghỉ không sao hết, đâu có sao hết, ba với mẹ không có đánh không có la gậy gì con hết ấy. Tự nhiên con bỏ đi vậy ba mẹ lo lắng lắm. Dạ rồi thì con chào cô. Rồi anh chào hai em nhá. Dạ vâng, thì hôm nay cô cùng với lại hai em gái đây về đây nhờ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì? Dạ, tìm con gái của em. À, tìm con gái ha. Dạ rồi thì... Cô là em của bạn của dạ, Vy. Dạ. Cảm ơn bên cô nói cố gắng. Cố gắng nói giúp cho cháu bé nó quay về. Dạ. Dạ thì cô ơi, con xin phép được hỏi cô tên là gì? Cô Kim Hoa. Cô đến từ đâu cô ha? Từ Thủ Đức. Cô đến từ Thủ Đức ha? Cô là gì của bé trong hình đây? Bà, em của bà nội của bé. À, tức là bà ha? Dạ. Rồi em gái ở giữa, em tên là gì? Em tên là Hoa, mẹ của bé Phương Vy. Mẹ đúng không dạ. ạ? Còn em? Dạ, em tên là Trúc, em là dì của bé Phương Vy. Dì đúng không ạ? Dạ rồi thì con xin phép cô cho con được nói chuyện với lại mẹ của bé. Rồi bây giờ thì một lần nữa em nói rõ về vấn đề con của em dạ. bỏ đi và mất tích như thế nào cho tất cả quý cô chú anh chị cộng đồng mạng được biết dạ. Mời em. Là thứ hai bữa đó bé có đi học, sáng thứ hai là bình thường, cái đến là buổi trưa về ăn trưa xong á là bé là em với ba bé chuẩn bị đi làm, cái xong là bé nó ở nhà là khoảng 1:00 2:00 là bé bắt đầu đi ra thì camera đường ở ngoài người ta quay được là bé lên xe của một người lạ và đi cho đến nay là bắt đầu bữa thứ hai, trưa thứ hai đến nay luôn, thứ hai tuần này đúng không? Dạ đúng rồi, là được 5 hay 6 ngày rồi đúng không? 6 ngày. Dạ, đúng rồi. 6 ngày ha. Thì cái sự việc nhà mình có trình báo cơ quan chức năng công an ở địa phương chưa? Dạ có. Có rồi đúng không? Dạ. Thì bé là mình trích xuất camera ra và thấy dạ. đi lên xe của người lạ. Dạ. Xe đó là xe máy hay xe gì ạ? Dạ xe máy. Màu gì, biển số bao nhiêu, có nhớ không? Em không nhớ rõ biển số. Em thì em thấy được là cái camera lại 69D1 37538. À là mình dạ. thấy người chở đi là người đàn ông hay người đàn bà? Dạ, đàn ông. Sinh năm 2005. Biết luôn là người đàn ông ấy dạ. sinh năm 2005. Tên là Thanh Phong nhưng mà gia đình có vào Facebook ấy thì là không để mặt để đồ, nhưng mà có đi xuống Hóc Môn tìm thì bạn của cái bạn đó thì là nói là đang ở Vũng Tàu, nhưng mà em biết là hai bé đang ở Hóc Môn và em mong là đội hiệp sĩ cố gắng giúp giùm gia đình. Em gái, sao em biết được địa chỉ và em biết được người đấy, em dạ. nhờ vào đâu? Tại vì em có lên Facebook, em nhờ một người bạn tra ra được là cái người làm chung với cái người chở bé đi thì cái anh đó mới chỉ. Nhưng mà cái anh nó cũng không dám chỉ cụ thể quá, tại vì sợ là phiền phức tới gia đình người ta. Ừ. Thì ảnh nói là bữa đó gia đình xuống chợ Hóc Môn, thì nói chung là bé hiện tại đang ở đó nhưng mà bé không chịu ra. Nói chung là ba mẹ giờ cũng bỏ ăn bỏ ngủ gì rồi, mấy ngày nay cũng không ngủ nghe gì được, chỉ mong bé về thôi, mà nói ngọt nói ngon bé cũng không chịu về nữa. Tức là cái này là bé nhà mình tự nguyện đi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì em là mẹ của bé này dạ. thì trong quá trình suốt thì bé ở nhà là bé còn đi học không? Dạ còn. Học lớp mấy? Dạ học lớp 8. Học lớp 8 ha. Dạ. Bé năm nay là 13 tuổi hả? Dạ. 13 tuổi thì trong thời gian quá trình học hành, bản thân em là mẹ dạ. thì em có la dạy gì con không? Dạ có, em có nhắc nhở bé việc học hành. Tại từ đầu năm tới giờ bé nó học không có được tập trung như lắm. Gọi là học hành sa sút đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà lý do gì mà dẫn tới tình trạng bé học hành sa sút? Em cũng không có biết nữa. Lại từ đầu năm đến giờ là em nói sao con học mà không có con, em có hỏi lý do, em có hỏi lý do là sao con học mà từ con thi mà điểm thấp. Bé nói là do con không có hiểu bài lắm nên con điểm thấp. À, bé ở nhà có sử dụng điện thoại không? Dạ có. Có điện thoại thông minh đúng không? Dạ. Bé có thường xuyên lên mạng các trang mạng để bé chơi không? TikTok, Zalo, dạ, Facebook không? Dạ có. Gia đình nhà mình có kiểm soát được tất cả các mối quan hệ bạn bè của bé không? Dạ không. Không, em tại vì biết sao bé nó cài mật khẩu Zalo với Facebook đồ này kia, mà mỗi lần bé có nói chuyện hay là tiếp xúc với ai thì em có hỏi là con nói chuyện với ai, là con đi với ai, chơi với ai, là em có hỏi là bé nói là bạn học chung lớp. Em được mấy người con? Dạ em hai đứa. Hai đứa bé bỏ đi rồi, đầu hay đầu út? Dạ bé đầu. Bé đầu ha. Dạ. Thì ông xã của em đâu? Dạ ông xã của em đi làm. Đi làm ha.
thì hôm nay chỉ có em và cùng với lại đây là em gái của em đúng không? Dạ, với lại cô đúng không? Dạ. Thì về đây đúng không, để kiếm bé đúng không? Dạ. Thì trước giờ bé có bỏ đi như vậy bao giờ chưa? Dạ chưa, bé chưa bao giờ bỏ đi vậy. Gia đình mình là gốc ở Thủ Đức luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Chưa bao giờ bỏ đi như vậy ha. Thì bé thường thường có hay trốn nhà đi chơi hoặc là đi dạ ra ngoài không? Không bao giờ, tại trước giờ mỗi lần nó đi đâu nó đều hỏi. Tức là có xin phép dạ mẹ đúng cha đúng không ạ? Dạ đúng. Thì dạo gần đây thì trước khi bỏ đi thì bé có những cái bất ngờ hoặc thay đổi gì không? Dạ không, bé nó vẫn bình thường. Em nói là anh nó không có biểu hiện gì lạ hết. Nó đi học cái buổi trưa hôm đó là nó về là em mua đồ ăn cho bé ăn xong rồi đó. Là đến trưa ba em với chồng em đi làm đó. Là bé nó ở nhà thì em nghĩ là đúng 1 giờ chiều là nó sẽ lên lớp nó học. Tại vì không có bán chú. Là đến 1 giờ mấy chiều là em không biết luôn. Đến chiều là nhà trường có báo là bé không học buổi chiều, không xin phép. Chiều về thì bé nó dựng xe ở trong nhà, nhưng mà đồ đạc sách vở thì nó để tùm lum ở trên bàn hết. Em tưởng là đi học thêm nên em không có biết. Cái đến là 7 giờ mấy em không có bé, thấy bé về em mới chạy lên trên chỗ nhà bạn của bé tìm bé. Nhưng mà bạn của bé nói là bé bị đau bụng nên nói là không có học buổi chiều, xin nghỉ buổi chiều. Khi đi là bé có cầm điện thoại đi đúng không? Dạ có. Giờ mình có liên lạc được không? Dạ, bữa đầu tiên á, bé không có liên lạc được. Nhưng bữa sau á, là bé có nhắn tin. Em nói, em khuyên bé nó về. Về đi, nếu con không học nữa thì mẹ kiếm việc khác. Ba với mẹ kiếm việc cho con làm. Bé mới trả lời là chừng nào đầu óc con thoải mái tí xíu thì con quay về. À, dạ. Tức là cái tin nhắn ấy có nói là chừng nào đầu óc thoải mái đúng không? Dạ. Là qua cái nội dung tin nhắn đấy thì cũng thấy được rằng là bé đang chịu một cái áp lực gì đấy đúng không? Dạ, theo em biết ấy, thì là bé là cũng khá là thân với em. Thì một tuần tụi em đi chơi chung với nhau mấy lần. À. Thì bé không hề nói về cái áp lực của bé hết. Thì em có hỏi. Thì bé cũng chả nói gì, bé không nói bé bị sao hết. Thì em tưởng là bé bình thường, nhưng mà hôm thứ bảy còn gặp thì hôm thứ hai bé đi rồi. Trong khi thì theo em biết là ba mẹ của bé rất là thương bé. Dù là bé học giảm sút hay sao ba bé cũng chỉ nói thôi chứ không có tới nổi vậy. Mà em cũng không biết là lý do gì mà bé nó muốn khuây khỏa. Nó dùng cái từ ngữ mà khuây khỏa tại gia đình con mới đi, trong khi gia đình không hề làm gì hết. Cũng có thể là bé thường xuyên sử dụng điện thoại và lên các trang mạng xã hội. Bé khả năng bị cám dỗ rất là nhiều. Cái dấu hiệu mà các em thiếu niên độ tuổi từ 16, 17, 13, 14 và 15 tình trạng bỏ nhà đi rất là nhiều. Nguyên nhân lý do là do sử dụng điện thoại lên các trang mạng xã hội và bị cám dỗ ở tác động ở môi trường bên ngoài. Nên các bé suy nghĩ chưa được tích cực mấy. Các bé đôi khi cũng có một phần thì cũng gia đình, cha mẹ nói gọi là nói nặng nói nhẹ tới thì các bé buồn, các bé bỏ đi. Và nhiều trường hợp thì cũng bị gọi là bị dụ dỗ, bị lừa gạt. Tại vì gia đình ấy thì không có biết cái bạn đó là ai hết. Thì chỉ mong là bây giờ bé về thôi. Em cũng nói rất nhiều rồi, thôi bây giờ con về đi. Ba mẹ không có làm gì con hết đó, con chỉ cần về thôi. Chứ giờ ba mẹ mất ăn mất ngủ hoài, làm sao mà chịu nổi. Mà nó không về, mà nó chặn em luôn. Giờ gia đình liên lạc không được. Mà chỉ cần nó bắt máy điện thoại lên nó nghe thôi. Để biết nó còn sống hay sao. Không bắt máy. Chưa chắc gì là tự nguyện đi. Nó trong cái tuổi 13, 14 thì nó chưa có biết gì hết. Thì cái này theo con nghĩ cám dỗ. Dạ thì chơi đấy, chơi trên mạng rồi quen nhau trên mạng thì... theo con nghĩ là bị cám dỗ đấy cô. Dạ. Chứ không thì... phải là tự nguyện, nó chưa có biết gì là gọi là tự nguyện. Cái đó là cũng không biết. Tức là như thế này thì cô, tức là khi mà bé sử dụng điện thoại nhiều thì bé sẽ có lại ảnh hưởng ở môi trường trên mạng là thứ nhất. Cái thứ hai là có nhiều cái cám dỗ. Có thể khả năng một người nào đấy nó ngon nó ngọt với bé, rồi bé nó bỏ nhà bé trốn đi. Rất nhiều trường hợp như vậy. Cái lứa tuổi này là cái lứa tuổi hướng thiếu lậu. Đúng. Thì nó nghe nói ngon ngọt à, bây giờ không cần đi học, giờ mình đi làm mình kiếm tiền thì mình phụ ba mẹ rồi. Dạ. Thì lúc nó cũng vẫn là muốn cái lòng nó là có hiếu. Dạ. Nhưng mà nó không có suy nghĩ là cái độ tuổi của nó. Dạ. Không có thể làm những cái việc đó được. Dạ. Bởi vì bé còn rất là nhỏ. Dạ, tuổi đời còn gọi là còn non lắm. Nếu 16, 17 tuổi thì cũng còn 16, 17 tuổi cũng chưa đi ra đời rồi. Còn này mới có 12, 13 tuổi. Tại vì ở ngoài rất nhiều cặp bảy chờ sẵn. Đặc biệt bé lại là bé gái nữa. Đúng rồi. Nên mà ở bên ngoài rất là nguy hiểm. Cái này cái đứa tuổi 13, 14 tuổi này là nếu mà ai mà dẫn đi thì phải chịu trách nhiệm pháp lực. Dạ. Nhưng đúng bây rồi. Giờ người ta vẫn sợ. Bây giờ báo công an rồi. Dạ. Lúc là cái anh chàng là anh sợ. Là anh không dám cho về hay là sao mình không biết. Thì bây giờ nhờ cộng đồng mạng chia sẻ lên là nó
nếu mà bây giờ cứ cho cháu bé về đi, dạ, không ai tranh chấp, không ai thưa kiện gì hết. Thì nếu mà trường hợp mà nếu mà có một cái bạn trai nào đấy có dẫn bé nhà mình đi ha, thì nếu mà biết quay đầu là bờ và động viên để cho bé quay trở về, cứ cho bé về thì gia đình nhà mình không, gọi là không xem như không có gì ha. Coi không có gì. Còn nếu mà trường hợp mà vẫn cố tình giữ bé gọi là hành vi này là trái pháp luật, hoặc là dụ dỗ bé dẫn tới gọi là một cái hậu quả nghiêm trọng thì sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì cái lứa tuổi này là lứa tuổi còn nhỏ quá, chưa có là vị thành niên, là cái mức án thì cũng hơi bị nặng á, chứ không nhẹ đâu. Nhưng mà gia đình không tranh chấp, không gì hết, chỉ cần là cho cháu về là được rồi. Vậy thôi. Thì bây giờ cô nếu bé gọi cô là gọi bằng bà ha, thì bà bây giờ bà có lời gì bà muốn nói với cháu để cháu trở về nào? Thì bây giờ thì bà cũng không có biết gì hết, nhưng mà nói chung là cũng máu mủ. Thì bây giờ con, nếu mà con nghe được cái tin này, hoặc là bạn bè con hay là ai cũng vậy đó, thì thôi cứ quay về đi. À, mẹ ví dụ như có nặng lời hay là có cái gì đó thì về cũng thôi, cũng là gia đình, trước sau gì cũng là cha mẹ mình. Nhưng mà bây giờ còn nhỏ lắm, chưa có hiểu hết sự đời đâu. Con cứ về đi, nếu mà ba mẹ con có cái gì á thì cứ nói bổ giải quyết cho. Chứ đừng có một suy nghĩ là về hay mẹ đánh hay ba đánh chết thì sợ không dám về, hay hoặc là ba mẹ thưa kiện bạn trai của con thì con không dám về, thì cái đó là sai rồi. Bây giờ con về đi, em con nó còn nhỏ, nó nhớ con, nó khóc. Mẹ con bây giờ không làm nổi, mà ba con thì nó rối lên, chữ lung tung, thì cả gia đình đều rối hết. Thì bây giờ nếu mà con mà nghe được cái clip này hay là con hiểu được á, thì con quay về đi, để cho gia đình yên ổn làm ăn, chứ còn không có tranh chấp gì hết. Dạ rồi, thì em gái em nói lời nào để cho con em hiểu em hơn ha? Em nói lớn nha. Dạ, giờ mẹ chỉ mong con quay về. Giờ ba mẹ mất ăn mất ngủ mấy hôm nay, cả tuần lễ nữa mẹ với ba không có làm ăn được. Giờ chỉ con mong con quay về. Nếu con cảm thấy áp lực, con không muốn học nữa thì về đây cứ nói với ba với mẹ một tiếng. Nếu không học nữa thì cứ nghỉ, không sao hết. Đừng có sao hết, ba với mẹ không có đánh, không có la gậy gì con hết đó. Tự nhiên con bỏ đi vậy, ba mẹ lo lắng lắm. Hôm nay tuần lễ đây gia đình không có ai yên ổn hết trơn, ai cũng mong nhớ con. Giờ mẹ chỉ mong con quay về thôi, quay về với gia đình đi con, quay về với ba với mẹ. Có áp lực gì thì cứ nói, không sao hết. Rồi gì có lời gì muốn nói với cháu không ha? Thì Diễu cũng nói với con là thôi bây giờ á, Diễu không biết con gặp cái gì mà con bỏ nhà đi như vậy. Nói bây giờ con về với ba mẹ đi, bây giờ ai cũng nhớ con hết trơn á. Đầu hấp tay gói, con ở bên mẹ con 14 năm trời, mẹ con bảo bọc con, bây giờ con bỏ nhà con đi như vậy thì đâu biết con đi đâu, biết con sống hay chết. Thì con về đi con. Gia đình không có thưa kiện hay tranh chấp bất kỳ cái gì, bạn con nói chỉ cần con về nhà con bình an thôi, con không học nữa cũng được, không sao đâu con. Con về đi con. Bé mình tên Vi đúng không? À, bé Vi ơi, nếu con có xem được cái video này thì con hãy nhanh chóng con quay trở về nhà để đoàn tụ cùng với gia đình. Ngày hôm nay người bà của con, mẹ của con, dì của con từ Thủ Đức lặn lội về Bình Dương nhờ các chú đi tìm con. Thì chú mong sao tuổi đời của con 13 tuổi thì con cũng đã hiểu biết, cũng không được nhiều nhưng cũng biết một phần nào. Chú mong sao con hãy nhanh chóng quay trở về để đoàn tụ cùng với gia đình. Bản thân cha mẹ con rồi người thân bà dì của các con rất là thương yêu con, không có ai từ bỏ hay ghét bỏ con. Và nếu con có một cái khúc mắc hay một cái khó khăn gì đấy, hoặc một cái tâm nguyện gì đấy, thì con cứ về nhà con trình bày, con giải bày, con chia sẻ, thì gia đình, mẹ, cha, bà, dì sẽ thấu hiểu và sẽ giúp con nha. Thì chú mong sao con tuổi đời của con 13 tuổi thì chú mong sao con hãy thương mẹ, hãy thương cha, thương mẹ, là người mà đấng sinh thành đã sinh con ra và nuôi con tới ngày hôm nay. Chú chỉ nói nhiêu đó thôi, mình mong con cũng hiểu. Bởi vì cái tuổi đời của con rất là nhỏ, 13 tuổi, con đi ra ngoài đời con không biết được những cái cạm bẫy cám dỗ ngoài đời như thế nào đâu. Nên chú chỉ nói ít thì mong con hiểu nhiều, con sớm quay về. Dạ rồi, thì cái vụ việc của đại gia đình nhà mình thì đội hiệp sĩ Thanh Hải đã tiếp nhận và sẽ cố gắng hết sức để kết nối và tìm con cũng như tìm cháu về cho cô và tìm con về cho em nhá. Thì rất mong gia đình nhà mình trong giai đoạn này thì cố gắng vượt qua
ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe để mà đón tin vui đó là con gái nhà mình quay trở về. Dạ rồi thì cũng cuối video này cũng con cũng xin phép là hỏi gia đình nhà mình toàn bộ câu chuyện nãy giờ mình chia sẻ có hoàn toàn đúng với sự thật không? Dạ đúng với sự thật. Nếu có gì sai trái thì gia đình nhà mình chịu trách nhiệm trước pháp luật nhé. Và khi mà gia đình nhà mình về đây nhờ đội sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim để đăng lên các trang mạng xã hội để tìm kiếm con mình thì gia đình nhà mình một lần nữa có đồng ý cho đăng không? Dạ đồng ý. Cái này là trên tinh thần tự nguyện và muốn đăng đúng không ạ? Chúng tôi tự nguyện và cũng như là cầu mong bên nhóm hiệp sĩ Thanh Hải ráng cố gắng như thế nào giúp cho gia đình. Không có cái, nếu mà chúng tôi mà muốn rút mắt này kia nọ không tới đây đâu. Dạ dạ dạ. Đây nhờ nhà anh Hải đâu. Dạ. Thì ở đây đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là giúp là hoàn toàn là miễn phí. Nên mà vấn đề tiền bạc gia đình mình không phải lo ha. Nếu có bất kể thành viên nào trong đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải mà nói lấy tiền lấy bạc gì của gia đình nhà mình thì gia đình nhà mình cứ gọi trực tiếp cho hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ giải quyết vấn đề đấy. Ở đây là hoàn toàn miễn phí, không lấy một đồng. Khi mà kiếm được rồi thì cũng không cần hậu tạ. Chỉ cần gia đình nhà mình nói lên là cảm ơn quý cô chú anh chị cộng đồng mạng để quý cô chú anh chị cộng đồng mạng khỏi đi tìm kiếm là thôi. Được rồi. Chức là bây giờ chưa tìm được ra bé nhưng mà vẫn rất cảm ơn cảm ơn nhóm anh Hải hiệp sĩ Bình Dương ráng cố gắng giúp cho gia đình. Đừng nghĩ là nói là giúp rồi là tụi này phải nói đâu. Dạ rồi thì thưa quý cô chú anh chị cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước, vừa rồi là toàn bộ câu chuyện của bé gái 13 tuổi bỏ nhà đi. Thì qua sự việc vừa rồi thì quý cô chú anh chị xem cũng đã thấu hiểu rất nhiều rồi đúng không ạ? Hiện tại thì cũng như là gia đình và người thân rất là lo lắng cho bé. Thì em mong sao khi em quay cái video này lên thì em rất muốn tất cả quý cô chú anh chị xem và chung tay góp sức chia sẻ lan tỏa trên khắp các trang mạng xã hội để cho bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với gia đình. Và một lần nữa em chân thành cảm ơn tới tất cả quý cô chú anh chị cộng đồng mạng trong thời gian qua rất là nhiều đã luôn đồng hành chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải. Em không biết nói gì hơn là em xin cúi đầu cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị.